xin chào quý vị và các bạn. 22 giờ trên kênh VTV6, khung giờ vàng của thể thao đã quay trở lại với những người yêu thể thao đích thực. Chúng ta đang gặp nhau trong bản tin 360 độ thể thao. Trong bản tin 360 độ thể thao tối nay, vòng loại World Cup năm 2018, đội tuyển Việt Nam đã không thể giành điểm trước đội tuyển Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu tại bảng F vòng loại thứ 3 World Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan vừa mới kết thúc cách đây ít lâu. Sau khi chút nữa chúng ta đã giành được 3 điểm trước đội tuyển từng vô địch châu Á là Iraq, thì người hâm mộ Việt Nam vô cùng kỳ vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một màn trình diễn tương tự trước đội bóng đang là số 1 của Đông Nam Á. Vâng, thưa quý vị, Thái Lan không phải là số 1 Đông Nam Á hiện tại trên bảng xếp hạng của FIFA, nhưng thực chất xét về mặt đẳng cấp của đội bóng này thì họ xứng đáng là số 1 Đông Nam Á. Thậm chí với đẳng cấp này thì Thái Lan còn cho thấy được sự khác xa so với tất cả các quốc gia còn lại, trong đó có đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Trong trận đấu đi, khi mà Thái Lan chỉ vượt qua đội tuyển Việt Nam với cách biệt một bàn trên sân của họ, và trong tình thế mà đội tuyển Việt Nam thiếu người thì chúng ta đã có thể nghĩ rằng cách biệt giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái Lan là rất nhỏ. Nhưng chứng kiến màn trình diễn của các cầu thủ Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta hiểu rằng đó là một cách biệt không nhỏ chút nào. Một cách khách quan, đội tuyển Thái Lan đã chơi hay hơn đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Khi một trôi qua được nửa thời gian, Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số từ đường truyền chính xác của Terasin Dangda. Thawikan đã có cú sút xa rất đẹp để đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh. Sau bàn thua, đội tuyển Việt Nam có một vài tình huống áp sát khung thành đối phương, nhưng mọi đường truyền đều bị đánh chặn và mọi cơ hội của chúng ta đều không thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Trái lại, nếu may mắn hơn, các cầu thủ Thái Lan đã có thể nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sang đến hiệp 2, thế trận vẫn không thay đổi theo chiều hướng tích cực cho thầy trò huấn luyện viên Miura. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 56, Đinh Tiến Thành trong một nỗ lực cắt đường truyền đã đá phản lưới nhà. Bàn thắng thứ 3 đến với đội tuyển Thái Lan thực sự vô cùng đẹp mắt. Cao trò của Kiatisak đã phối hợp nhỏ Nguyễn ngay trước khung thành Nguyên Mạnh, khiến hậu vệ Việt Nam không thể cản phá. Thua trận này, đội tuyển Việt Nam rất khó để có thể đi tiếp tại vòng loại World Cup. Sau trận đấu này, phóng viên của chúng tôi cũng đã ghi nhận nhanh trong cuộc họp báo. Đây là một trận đấu không dễ dàng gì của chúng tôi khi phải thi đấu dưới sức ép của 4 vạn khán giả Việt Nam. Vậy nên tôi khá bất ngờ khi các cầu thủ có thể ghi tới 3 bàn. Có lẽ Việt Nam sử dụng nhiều cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm nên họ để thua khá dễ dàng. Với việc lọt tới vòng loại cuối cùng của World Cup, chúng tôi đã chứng minh rằng Thái Lan là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Trước hết, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ động viên đội thi đấu. Tất nhiên, hôm nay tôi rất thất vọng. Thái Lan có trong tay một đội hình mạnh, nhiều cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, hiệp 1 các cầu thủ của tôi đã thi đấu khá tốt, áp sát và làm giảm sức mạnh của Thái Lan. Sang đến hiệp 2, tâm lý khi để thua trước khiến các cầu thủ bị nôn nóng và không thực hiện đúng yêu cầu của ban huấn luyện. Đó là bài học mà chúng ta cần rút ra kinh nghiệm.